Chương 71. Này nam chính có chút tan bệnh. 71. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Chương 71. Này nam chính có chút tan bệnh. 71. Củ cừu tân cừu tích lũy ở một khối, Lục Tề Thịnh muốn ăn sống nuốt tươi đối phương tâm đều có, ở quyết định cùng với những cái khác căn cứ hợp tác dưới tình huống, đồng thời gia tăng nhân mã sưu tầm thành phố S sở hữu phạm vi, liền ngay cả một cái gốc đều không thể thả quá. Hơn nữa đối phương đã chiếm được tang thi vương tinh hạch, sẽ lập tức tiến hành thăng cấp, tang thi không giống nhân loại, còn cần lấy ra tinh hạch nội năng lượng, chúng nó có thể trực tiếp thông qua tinh hạch liền có thể đi vào thăng cấp trạng thái. Mà ở thăng cấp thời kỳ, tinh hạch cấp bậc càng cao, tiến vào không thể bị quấy rầy thời gian cũng lại càng dài, giống tang thi vương này cấp bậc, ít nhất muốn tiêu hóa thượng nguyệt. Mà bọn họ hoàn toàn có thể thừa dịp giờ phút này, đem đối phương tìm được đem hàng phục. Toàn bộ thành phố S đang ở nghiêng trời lệch đất tìm người, mà lúc này Thẩm Mộc Bạch thì tại một cái cực kỳ ẩn nấp trong sơn động, nhìn chằm chằm giống như lâm vào hôn mê trạng thái nam chính, hít hôm nay lần thứ 3 khí. Hoắc Quân Hàn đã trước tiên tiến nhập cuối cùng thăng cấp trạng thái, trước đó, tiến vào S căn cứ thời điểm, hắn trong cơ thể năng lượng đã bắt đầu có bất ổn dấu hiệu, theo thời gian trôi qua, thậm chí đã xuất hiện bạo động. Chẳng qua bị Hoắc Quân Hàn hung hăng ngăn chặn, liền ngay cả hệ thống cũng không có nhận thấy được gì khác thường. Cho nên ở chiếm được tang thi vương tinh hạch sau, Hoắc Quân Hàn lập tức đem nó hấp thu đến thể trung, sau đó tiến nhập thăng cấp trạng thái, mà hôm nay, chính là ngày thứ 3. May mắn đối phương chưa quên bản thân, đang khống chế không được trong cơ thể năng lượng dưới tình huống, còn trước đem 1 tháng đồ ăn tìm đến mới tiến vào cuối cùng thăng cấp. Thẩm Mộc Bạch ngồi xổm nam chính 5 thước xa xa ngoại, đối hệ thống nói thực ra, ta thật là có điểm bị cảm động đến. Hệ thống nói, cho nên đâu. Thẩm Mộc Bạch dưới chân ói ra nhất vui vẻ quả xác, cho nên chúng ta khi nào thì rời đi thế giới này. Hệ thống. Thật đúng là xem nhẹ nàng. Không biết là bản thân nói có vấn đề gì. Thẩm Mộc Bạch vuốt tròn tròn cái bụng nói, nam chính không là đã tiến vào cuối cùng thăng cấp sao? Thế nào ta còn ở thế giới này? Hệ thống nói, nhiệm vụ tiến độ 99%, còn có 1%. Thẩm Mộc Bạch nghĩ, 1% nghe qua giống như cũng không kém này một lát, lại nghĩ đến còn có rất nhiều đồ ăn vặt còn chưa có khai bao, liền phao chi sau đầu. Ở Hoắc Quân Hàn tiến vào cuối cùng thăng cấp ngày thứ 5, Thẩm Mộc Bạch thu được hệ thống nêu lên thanh. Phụ cận có một đám người ở sưu tầm Hoắc Quân Hàn tung tích. Nam chính lựa chọn chỗ này bất kể là theo người nào phương diện mà nói đều là cực không dễ dàng bị phát hiện, nhưng là chẳng ai nghĩ tới, kia một đám người giữa, có một khác căn cứ dị năng giả. Của hắn dị năng cực kỳ đặc thù, bị cái kia căn cứ bảo hộ rất khá, lần này hành động trung, này căn cứ cố ý đưa hắn mang ra ngoài. Đối phương tuy rằng bỗng chốc không thể nhận thấy được Hoắc Quân Hàn tồn tại, nhưng là cảm nhận được chỗ này địa phương không đồng dạng như vậy hơi thở. Mắt thấy này nhóm người sắp sờ soạn đến bọn họ chỗ địa phương, Thẩm Mộc Bạch vụng trộm lặn ra sơn động, lợi dụng địa hình các phương diện dời đi này nhóm người lực chú ý, cũng bởi vì như thế, mà bại lộ bản thân. Biết rõ không thể bị này nhóm người cấp bắt lấy, Thẩm Mộc Bạch ở trốn chạy trong quá trình còn phải đưa bọn họ dẫn đường hướng một cái khác phương vị. Hệ thống, nhiệm vụ tiến độ đến 100% sao? Thở hổn hển Thẩm Mộc Bạch còn không quên hỏi hệ thống nhiệm vụ tiến độ. Hệ thống nói, còn không có. Thẩm Mộc Bạch chạy đến chân đều mềm nhũn, ta rất mệt a, không muốn chạy. Hệ thống nói, chạy nhanh, ngươi sau lưng còn có vài chỉ tang thi đuổi theo. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 72. Này nam chính có chút tăng bệnh. 72. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Thẩm Mộc Bạch vừa nghe lời này, chân cũng không mềm nhũn, dùng sức chạy về phía trước. Sau đó nàng liền trúng đạn rồi. Đám kia nhân nhận ra nàng là phía trước đi theo Hoắc Quân Hàn thiếu nữ, vốn là tưởng bắt sống, đã thương đùi nàng làm cho nàng chạy không được là được rồi, lại không nghĩ rằng trong đám người ra một cái trư đội hữu, ngạnh sinh sinh nắm sai lầm rồi vị trí, đánh trúng trái tim. Thẩm Mộc Bạch sắc mặt tái nhợt cúi đầu xem bản thân bên trái ngực lý không được thản huyết, dứt khoát bình nằm trên mặt đất chờ chết, còn không quên hỏi hệ thống nói, của ta nhiệm vụ thất bại. Hệ thống nói, không có, nhiệm vụ đã ở tiền một khắc tới 100%. Thẩm Mộc Bạch đau đến hai mắt đẫm lệ rưng rưng, hệ thống, thiện lương của ta đau quá. Hệ thống nói, không đau, vù vù liền bay đi. Thẩm Mộc Bạch, ngươi làm ta ngốc. Nhiệm vụ tới 100%, Thẩm Mộc Bạch sắp thoát ly ký thể, ở loáng thoáng bên trong, nàng giống như nghe được nam chính thanh âm, kia một tiếng mang theo nàng sở lý giải không được cảm xúc. Không đợi đến nàng lại thấy rõ ràng liếc mắt một cái, trong đầu vang lên đến hệ thống nêu lên thanh, cả người triệt để thoát ly thế giới này. Không ai nghĩ đến nguyên bản hẳn là bị vây thăng cấp giai đoạn nam nhân vậy mà gần dùng xong 5 ngày đã đem toàn bộ tang thi vương tinh hạch hoàn toàn hấp thu, không chỉ có như thế, còn không có bất kỳ bị phản vệ dấu hiệu. Này nhóm người có chút hoảng, bất quá rất nhanh trấn định xuống dưới. Bởi vì bị bọn họ coi là quái vật nam nhân hoàn toàn không nhìn bọn họ tồn tại, thẳng tắp hướng tới cái kia té trên mặt đất thiếu nữ đi đến. Liền tại đây nhóm người muốn nhân cơ hội lui lại thời điểm, nguyên bản đưa lưng về phía bọn họ nam nhân chậm rãi quay đầu, cặp kia băng màu lam con ngươi trong nháy mắt bị màu đỏ nhan sắc xâm nhiễm, quanh thân bộc phát ra một loại cực độ hoảng sợ khủng bố hơi thở. Thành phố S lần này sở phái ra này đội sưu tầm nhân mã trung, không người còn sống. Không chỉ có như thế, thành phố S căn cứ ở một đêm bên trong, tham dự lần này hành động dị năng giả chết thảm trọng, cơ hồ toàn diệt, mà thành phố S vài cái người lãnh đạo, cũng nhất nhất bị giết hại. Khắc vận khí tốt tìm được đường sống trong chỗ chết khắc căn cứ dị năng giả ở trải qua lần này sau, liền rất xa rời đi thành phố S căn cứ. Tần Ý Phong Thẩm Trường Thanh mấy người đang đi hướng thành phố S trong quá trình, gặp phiền toái không nhỏ, đang trì hoãn một đoạn thời gian sau, bọn họ chuẩn bị tiếp tục đi trước thành phố S, lại trong lúc này, nghe được có liên quan thành phố S nghe đồn, không thể không một lần nữa đường vòng. Lại không nghĩ rằng, bọn họ lại ở đây gặp nghe đồn bên trong nam nhân. Lúc trước mấy người trong lòng liền biết đối phương trên người thực lực cùng khí tràn xa xa không có đơn giản như vậy, nhưng là ở nghe được chân tướng sau vẫn là rung động thật lâu. Mà hiện nay, xa xa nam nhân giống là không có cảm nhận được bọn họ tồn tại, như mới gặp khi đi ở phía trước, sạch sẽ cao quý hơi thở cùng chung quanh không hợp nhau, mà sau lưng hắn, có một gã thiếu nữ gắt gao cùng ở sau người. Tần Ý Phong tâm tình là phức tạp, lúc trước hắn là thật sự động tâm quá, đang nghe đến thiếu nữ tử vong tin tức sau, còn suy sút một đoạn thời gian. Nhưng hiện nay, thiếu nữ chẳng những không chết, còn sống sờ sờ xuất hiện tại của hắn trong tầm mắt, chẳng qua, như trước cùng cái kia nam nhân tại cùng nhau. Không đúng. Không đúng. An Bình sắc mặt khẽ biến, có chút gian nan mở miệng nói, các ngươi cẩn thận nhìn nàng đi động tác. Mấy người vừa nghe, cẩn thận quan sát thiếu nữ, ở phát hiện ra cái gì thời điểm, trong lòng hơi hơi cảm thấy một trận vẻ sợ hãi. Đi ở phía trước nam nhân hơi hơi quay đầu đi, dừng bộ pháp, nhận thấy được hắn tầm mắt thiếu nữ động tác có chút không phối hợp hướng hắn đi tới. Trên người thiếu nữ quần áo thập phần sạch sẽ, nhưng là kia một trương mặt cũng là không bình thường trắng bệch nhan sắc, màu trắng ánh mắt có chút xông ra, lớn dần bồn máu lỗ hổng lý phát ra một đạo quái dị thanh âm, ẩn ẩn lộ ra sợ hãi, đó là vĩnh viễn cũng không che giấu được bản năng. Đê giai tang thi đối với cao giai tang thi e ngại bản năng. Nam nhân vi cuối mắt da, băng màu lam con ngươi không hề chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước thiếu nữ, sau đó dắt tay nàng. Thiếu nữ nhịn không được có chút run run, không dám có gì động tác. Hai cái thân ảnh chậm rãi biến mất ở mấy người trong tầm mắt, nhưng là ai cũng không có xem nhẹ, nam nhân tại cuối cùng một khắc nhàn nhạt liếc tới được tầm mắt. Mồ hôi lạnh theo lưng một đường chảy xuống, nam nhân đi dắt tay biến thành tang thi thiếu nữ tình cảnh đó, thật sâu ở lại mấy người trong đầu. Ở nam nhân vô điều kiện vô biên sủng nịch hạ, thiếu nữ dần dần có chút thích ứng trên thân nam nhân khủng bố hơi thở, ở đối phương triệu hồi hạ, ngoan ngoãn bả đầu tiến đến đối phương thủ hạ, màu trắng trong mắt vẫn không nhúc nhích xem đối phương. Lại đến cùng ăn thời gian, thiếu nữ màu trắng trong mắt khống chế không được phím nhàn nhạt lục quang, bồn máu đại hướng nam nhân trên bờ vai cắn đi xuống, tham lam nhấm nuốt của hắn huyết nhục. Nam nhân mặt không đổi sắc, vì cuối mắt da, ánh mắt dừng ở thiếu nữ thanh xanh trắng bạch cổ thượng, nơi đó có một thật sâu cắn ngân. Đó là hắn ở thiếu nữ tử thời điểm cắn đi lên. Nhấm nuốt thanh bên tai biên không ngừng vang lên, hôm nay thiếu nữ tự hồ trở nên có chút tham lam, ở ăn cơm 5 phút sau, còn không dừng lại động tác. Hoắc Quân Hàn dùng một bàn tay chậm rãi phủ trên thiếu nữ đầu, cụp xuống hạ trong tầm mắt nhìn không ra cái gì cảm xúc, cùng với rõ ràng vỡ vụn thanh, thiếu nữ yết hầu trung cuối cùng phát ra một tiếng dồn dập ôi ôi thanh, màu trắng trong mắt kịch liệt rung động. Tự hồ là không rõ, vì sao đem bản thân phủng trên trời nam nhân, tự tay giết bản thân. Nam nhân hờ hững ánh mắt xem thiếu nữ thân thể chậm rãi ngã xuống, cho đến khi đối phương không lại nhúc nhích, mới khuynh thân đem toàn bộ thi thể gắt gao ôm vào trong dạ. Băng màu lam con ngươi bị một tầng màu đỏ nhanh chóng xâm nhiễm, nam nhân hơi hơi cúi đầu, thân mật đem mặt phúc ở thiếu nữ gáy qua chỗ, miệng lẩm bẩm một câu nói, thích, thích, thích ngươi. Khủng bố đến cực điểm hơi thở ở hắn quanh thân lan tỏa đến, nam nhân đứng lên, ôm ấp bên trong thiếu nữ an an ổn ổn nằm ở trong lòng hắn trung. Toàn bộ thế giới sau lưng hắn sụp đổ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 73 Hắc trong đồng thoại Bạch Tuyết Công Chúa 1. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Nguy nga đứng vững hoa lệ cung điện tọa đứng ở vương đô trung tâm, Á Lợi Ách Tư các con dân có một anh tuấn quốc vương cùng một vị xinh đẹp vương hậu, nghe nói vị này xinh đẹp vương hậu là quốc vương ở phía trước nhậm vương hậu qua đời sau, ngẫu nhiên ở dân gian gặp. Quốc vương đối nàng xinh đẹp dung nhan vừa gặp đã thương, ở sau đó không lâu liền tổ chức một hồi long trọng hôn lễ. Quốc vương có một nữ nhi, là tiền nhiệm vương hậu sinh hạ, tên là Bạch Tuyết. Tiền nhiệm vương hậu thập phần xinh đẹp, mà này Bạch Tuyết công chúa mỹ mạo trình độ càng là chỉ có hơn chứ không kém, tuyết trắng da thịt như là trên thế giới này tốt nhất sữa làm thành, kiều diễm môi đỏ mặc dù là tối diễm lệ đóa hoa cũng so ra kém. Đương nhiệm vương hậu thập phần ghen tị của nàng mỹ mạo, vì thế đối Bạch Tuyết công chúa thường thường gia dĩ làm khó dễ, ỷ vào quốc vương đối nàng sủng ái, nhưng nguyên bản ngày liền khổ sở Bạch Tuyết công chúa càng thêm thê thảm. Mà Thẩm Mộc Bạch ở thế giới này thân phận chính là này cái gọi là ác độc vương hậu. Tráng lệ trong phòng, một vị thị nữ bưng tới hôm nay theo nước láng giềng trở về đến tươi mới nho, thải tốt nhất bạch ngọc lát thành đất gạch, dè dặt cẩn trọng đi hướng mặt hoa lệ cung váy, đầu đội vương miện vương hậu trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống, cầm trong tay kia bàn hoa quả dân, cụp xuống đầu, ngữ khí hèn mọn cung kính nói, vương hậu, đây là ngài muốn nho. Khuôn mặt xinh đẹp tôn quý vương hậu khẽ vuốt cằm, tầm mắt lưu lại ở trước mặt dụng cụ thượng, màu tím nho khỏa khỏa mượt mà no đủ, ở trong suốt bọt nước phụ trợ hạ, có vẻ càng mê người. Thẩm Mộc Bạch cực kỳ gian nan thu im miệng thủy, tận lực duy trì nhân thiết, khẽ nâng cằm, dùng cao ngạo ngữ khí nói, phóng tới trên bàn, ngươi đi ra ngoài đi, nhớ được đem cửa đóng lại. Thị nữ thấp giọng nói một tiếng là, lập tức dựa theo chỉ thị cầm trong tay hoa quả bàn phóng tới một bên trên mặt bàn, sau đó lui đi ra ngoài. Theo cửa điện bị khép lại một khắc kia, Thẩm Mộc Bạch nguyên hình lộ, không chút nào vừa rồi cao quý tư thái đáng nói, xoay người liền đầu nhập vào nho ôm ấp trung. Nho cái đầu đại mà no đủ, bỏ vào trong miệng nước chảy ròng, ngọt ngào ê ẩm hương vị làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Thẩm Mộc Bạch ăn nho không phun nho da, không ăn nho đổ phun nho da, như nếu không ăn nho phi phun da, phải ăn trước nho không phun da. Nho hảo hảo ăn a. Hệ thống. Mẹ nó trí chướng. Thẩm Mộc Bạch ăn, đột nhiên liền nghĩ tới thế giới này cứu vớt mục tiêu nhân vật, Bạch Tuyết công chúa. Bạch Tuyết công chúa kỳ thực không là nữ hài tử, mà là một cái bị trở thành nữ hài dưỡng nam hài tử. Nghe nói là tiền nhiệm vương hậu mang thai thời điểm, quốc vương thập phần hy vọng nàng có thể sinh cái nữ nhi, vương hậu phi thường ái quốc vương, cho nên ở Bạch Tuyết sinh hạ đến thời điểm, che giấu chân chính giới tính, nhưng quốc vương cho rằng Bạch Tuyết là một nữ hài tử. Quốc vương biết vương hậu sinh cái nữ nhi sau thập phần cao hứng, từ đây càng thêm yêu thương vương hậu, chỉ tiếc vương hậu ở sinh hạ Bạch Tuyết 2 năm sau, nhân bệnh qua đời. Quốc vương vì thế cực kỳ bi thương, 12 năm nội đều không có sinh quá lại kết hôn với một vương hậu ý niệm, cho đến khi hắn gặp hiện tại đương nhiệm vương hậu. Mà Thẩm Mộc Bạch ở thế giới này nhiệm vụ là, nhường Bạch Tuyết khôi phục thành nguyên lai nam hài tử thân phận, hơn nữa thành công phá hư cùng nước láng giềng đám hỏi. Thẩm Mộc Bạch nhớ tới nhiệm vụ liền cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, hệ thống, ngươi xác định quốc vương biết bản thân nữ nhi là cái mang đem sẽ không bóp chết nàng sao? Hệ thống nói, hảo hảo can, ngươi là tuyệt nhất. Thẩm Mộc Bạch, lạc kê hệ thống, muốn ngươi để làm gì? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 74 Hắc trong đồng thoại Bạch Tuyết công chúa 2. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Vẻn vẹn một chuỗi nho bị ăn cái tinh quang, thị nữ đến báo cáo cuối ngày tử thời điểm tâm còn nghi hoặc, luôn cảm thấy hôm nay Vương Hậu có chút bất đồng, nhưng cụ thể lại không thể nói rõ đến nơi nào bất đồng. Động tác mềm nhẹ quan thượng cửa điện, xoay người liền thấy được hướng bên này đi tới thị nữ dài, thị nữ hành một cái lễ, đại thị nữ. Nhã Thụy An là Vương Hậu bên người liên can thị nữ dài, cũng là quốc vương bên người nhân, cho nên trừ bỏ Vương Hậu, bình thường này đó thị nữ cũng cần nghe vị này thị nữ trưởng phân phó. Nhã Thụy An tướng mạo ngày thường có chút sắc bén, không cười thời điểm tựa như cổ thế kỷ bức họa Lý Vu Bà, bởi vậy bọn thị nữ đều có chút sợ nàng. Vương Hậu đang làm cái gì? Nhã Thụy An hỏi. Thị nữ biết vâng lời nói, đại thị nữ, Vương Hậu đang ở nghỉ ngơi. Nhã Thụy An hơi hơi nhăn lại mày đầu, từ tiến nhập hoàng cung, vì trở thành một cái chân chính Vương Hậu, đối phương bất kể là lễ nghi phương diện vẫn là nghỉ ngơi thời gian đều phi thường nghiêm cẩn, tuy rằng phẩm tính không là gì cả, nhưng làm một cái tôn quý Vương Hậu, ngôn hành cử chỉ quả thật chọn không ra một tia làm lỗi. Không có thân là nô bộc ứng có tự giác, Nhã Thụy An thẳng tắp hướng tới cung điện đi đến, sau đó dùng thủ gõ môn, dùng không có chút cảm xúc dao động lạnh như băng ngữ khí nói, Vương Hậu. Chính ghé vào ôn nhu mềm yếu trên giường lớn híp mắt Thẩm Mộc Bạch làm bộ nghe không được, biến nhát bộ dáng như là sinh trưởng ở này mặt trên. Ăn uống no đủ, ngủ ngon, nhân sinh liền là như thế này quá mới có ý tứ. Ở ngoài cửa Nhã Thụy An mày túc lợi hại hơn, ngữ khí cũng không tự chủ được trở nên đông cứng một điểm, Vương Hậu, quốc vương bệ hạ triệu ngài đi qua hắn nơi đó một chuyến. Thẩm Mộc Bạch khạp đi ngủ hơn phân nửa, căn cứ nguyên ký thể trong trí nhớ, vị này quốc vương hơn 30 gần 40 tuổi, mà nguyên ký thể vẫn là một cái năm ấy 16 thiếu nữ, đối phương niên kỷ đủ để làm phụ thân của nàng. Tuy rằng trong ấn tượng vị này quốc vương như cũ thật anh tuấn, phong thái không giảm năm đó, thậm chí đối nguyên ký thể thập phần ôn nhu, nhưng Thẩm Mộc Bạch lại không làm gì muốn gặp đến vị này quốc vương, đại khái là vì đối phương cho nàng một loại thập phần quái dị cảm giác. Ngoài cửa Nhã Thụy An lúc này đã bắt đầu có không kiên nhẫn thái độ, thậm chí có mơ hồ uống giận, phản phất ngay sau đó sẽ đẩy cửa tiến vào. Thẩm Mộc Bạch không nghĩ chọc não vị này thị nữ dài, dù sao chọc giận đối phương chỉ biết có tệ mà vô lợi. Cửa điện theo bên trong bị mở ra, lộ ra ốc người ở bên trong, thiếu nữ xinh đẹp khuôn mặt thượng là tôn quý không thể xâm phạm cao ngạo vẻ mặt, hoa lệ quần áo hạ dáng người tinh tế tốt đẹp, trên đầu vương miện phụ trợ nàng cả người càng thêm đẹp đẽ quý giá. Làm một vị vương hậu, của nàng ngoại hình cùng khí chất không thể nghi ngờ là thích hợp nhất bất quá. Nhã Thụy An trong mắt bất mãn cùng uống giận chậm rãi rút đi, chỉ là ngữ khí như cũ có chút đông cứng cùng lạnh như băng, Vương Hậu, xin hỏi ngài vừa rồi ở trong phòng làm cái gì? Ở nàng nói chuyện thời kỳ, Thẩm Mộc Bạch cũng đánh giá cẩn thận Nhã Thụy An. Ở trong trí nhớ, nguyên ký thể tự hồ thập phần không vui vị này thị nữ dài, bởi vì trừ bỏ quốc vương, đối phương là duy nhất không xem nàng nhan sắc nhân. Nguyên ký thể trời xanh tính thập phần cao ngạo, thậm chí có chút ghen tị, nàng hướng quốc vương oán giận bản thân bất mãn, lại không nghĩ rằng luôn luôn theo của nàng quốc vương nhàn nhạt nói, Nhã Thụy An chính là cái dạng này. Đương thời nguyên ký thể không biết vì sao, trong lòng tự dưng sinh ra một cổ sợ hãi cảm xúc, từ nay về sau, sẽ lại cũng không đối quốc vương nói lần thứ hai. Nhã Thụy An, ta chỉ là thân thể có chút không thoải mái, nghỉ ngơi một chút thôi, có vấn đề gì sao? Đối mặt Nhã Thụy Bảo An chất vấn, thiếu nữ khuôn mặt thượng đè nén tức giận, có chút bất mãn nói. Thiếu nữ cùng thường lui tới bộ dáng không có gì bất đồng, Nhã Thụy An đáy mắt hoài nghi bị nàng biến mất, ngữ khí như cũ lạnh như băng đông cứng nói, Vương Hậu, xin mời, quốc vương bệ hạ đang đợi ngươi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 75 Hắc trong đồng thoại Bạch Tuyết Công Chúa, 3. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Ở Á Lợi Ách Tư con dân trong lòng, bọn họ quốc vương là một cái anh tuấn ôn nhu nam nhân, cũng là một vị đủ tư cách quốc vương. Không chỉ có làm cho bọn họ trải qua an khang có dư cuộc sống, vẫn là một vị thập phần thâm tình trượng phu. Cho nên ở Á Lợi Ách Tư thiếu nữ trong lòng, quốc vương chính là các nàng trong mộng hoàng mỹ tình nhân. Nguyên ký thể còn chưa có gặp được quốc vương phía trước, cũng từng đem quốc vương trở thành trong ảo tưởng trượng phu, chỉ là nàng lại thế nào cũng không thể tưởng được, đã từng niên thiếu khi làm qua mộng tưởng hão huyền, có một ngày sẽ biến thành thật sự. Giống như là thiên thượng đến rơi xuống bánh thịt duy độc tạp trúng bản thân đầu, nguyên ký thể ngay từ đầu cũng mừng như điên thậm chí cảm thấy không chân thực, ở cảm nhận được quốc vương đối nàng sủng ái cùng ôn nhu sau, liền dần dần quên mất vừa mới bắt đầu xuất hiện cái loại này tâm tình, trở nên quên hết tất cả, ngạo mạn ghen tị tính tình cũng càng không thêm che giấu. Tinh xảo hoa lệ điêu di động, màu sắc rực rỡ phục cổ hành lang bức họa, hết thảy đều ở chương hiển này tòa cung điện tráng lệ cùng tinh quý. Nhã Thụy còn đâu cửa điện tiền ngừng lại, đưa tay làm một cái thỉnh động tác, vương hậu. Thẩm Mộc Bạch nhìn hai bên đứng thẳng tắp võ sĩ, trong lòng đối hệ thống nói, ta có điểm sợ. Hệ thống nói, sợ cái gì? Hắn cũng sẽ không ăn ngươi. Thẩm Mộc Bạch vẫn là sợ, ta hiện tại làm bộ té xỉu còn kịp sao? Hệ thống nói, hảo hảo diễn trò, 1 tháng trong vòng đừng băng nhân thiết là được rồi. Thẩm Mộc Bạch cảm thấy ủy khuất, ở chúng ta cái thế giới kia, quần chúng diễn viên còn có đùi gà cặp lồng cơm lấy đâu, ta có gì này nọ. Hệ thống nói, ngươi không là có vương hậu này thân phận sao? Muốn ăn cái gì còn không phải một câu nói sự tình. Thẩm Mộc Bạch nghĩ, cũng là nga. Hệ thống nghĩ rằng, nói ngươi ngốc còn không phục. Cửa điện bị hai cái võ sĩ từ bên ngoài đẩy ra, phát ra một đạo trầm trọng thanh âm, lộ ra cung điện nội bộ dáng. Bất kể là bài trí vẫn là khác, này tòa cung điện muốn có vẻ đẹp đẽ quý giá tinh xảo nhiều lắm, đây là quốc vương sở trụ địa phương. Thiếu nữ mang theo làn váy, tư thái tao nhã cao quý, đang nhìn đến kia mặt quen thuộc thân ảnh khi, trên mặt lộ ra một tia nhảy nhót thần sắc, quốc vương bệ hạ. Màu trắng bàn tròn một bên, có một đầu đội vương miện quần áo đẹp đẽ quý giá nam nhân ngồi ở chỗ kia, nghe được thiếu nữ thanh âm sau, hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra một cái ôn nhu tươi cười, khiến cho kia khuôn mặt càng anh tuấn. Như là cảm nhận được kia cổ ôn nhu sủng nịch tầm mắt, thiếu nữ trên mặt hiện ra một chút nhàn nhạt đỏ ửng, lại như trước không mất cấp bậc lễ nghĩa hướng trước mặt nhân được rồi cái hoàng mỹ lễ nghi. Anh tuấn trầm ổn quốc vương cho dù đã đến trung niên chi lập, không chút nào không ảnh hưởng mị lực của hắn, ngược lại năm tháng lắng động lại khiến cho hắn càng thêm giàu có nam nhân vị. Phất Già Na, đi lại phía ta bên này. Hắn vẫy vẫy tay, mặt lộ vẻ mỉm cười. Thiếu nữ nhu thuận ở bên cạnh hắn ngồi xuống, một đôi mắt tràn ngập ái mộ ngượng ngùng vẻ mặt. Quốc vương mở miệng nói, Phất Già Na, nghe nói ngươi hôm nay ở trong phòng ngây người thật lâu. Hắn như trước là một bộ ôn nhu bộ dáng, ôn hòa lo lắng ngữ khí như là ở quan tâm thiếu nữ. Lúc này Thẩm Mộc Bạch nội tâm run run đối hệ thống nói, hệ thống cứu mạng a, ta mau kiên trì không nổi nữa. Hệ thống nói, ngươi sợ cái gì? Thẩm Mộc Bạch nói, ta cũng không biết, chính là thấy hắn cười ta liền sấm hoảng. Không có được thiếu nữ đáp lại, quốc vương tầm mắt lưu lại ở đối phương trên mặt mày, lại nhẫn nại hỏi một lần, Phất Già Na, ngươi là thân thể không thoải mái sao? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 76 Hắc trong đồng thoại Bạch Tuyết công chúa 4. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Thiếu nữ lấy lại tinh thần, trên mặt kia mạc đỏ ửng dần dần càng sâu, hai mắt ẩn tình ngượng ngùng xem trước mắt này thành thục tuấn mỹ nam nhân. Quốc vương bệ hạ, Phất Già Na hôm nay chính là có chút choáng váng đầu, cho nên nghỉ ngơi nhiều một lát. Quốc vương trong mắt hiện ra nhiều điểm lo lắng, ôn nhu ánh mắt chuyên chú xem thiếu nữ, để sau ta làm cho người ta đi ngươi nơi đó một chuyến. Ngữ đốn, tựa như tùy ý nói, nhưng là ta nghe nói ngươi nhường thị nữ tặng nho đi qua, là ăn không vô bữa sáng sao? Thẩm Mộc Bạch nghĩ rằng, tin tức như vậy linh thông, cũng liền nguyên ký thể tin tưởng quốc vương là thật sủng ái nàng. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, nguyên ký thể tuy rằng tính tình cao ngạo, nhưng cũng bất quá là một vị năm ấy 16 tuổi thiếu nữ. Đối mặt quốc vương ôn nhu cùng sủng ái, sa vào ở trong đó, liền ngay cả đối phương chưa từng có chạm qua nàng một lần, bao gồm đối quốc vương bệ hạ này xưng hô đều là cam chịu thái độ, đều không có cảm giác đến chút không thích hợp. Phất Già Na chỉ là khẩu vị không tốt lắm, cho nên muốn ăn một điểm ngọt ngào ê ẩm gì đó. Quốc vương bệ hạ, ngài gần nhất rất bận. Phất Già Na cả ngày đứng ở trong cung điện đều nhanh mốc meo. Đối mặt quốc vương quan tâm ân cần thăm hỏi, thiếu nữ ngữ khí không tự chủ được mang theo chút nuông chiều. Quốc vương sủng nịch cười, vương tay điểm điểm thiếu nữ chóp mũi, ngươi a, làm vương hậu vẫn là như vậy tính trẻ con. Ngữ khí như trước ôn nhu có thể giọt xuất thủy, chỉ là kia ý cười, cũng không tới đáy mắt. Thiếu nữ tự hồ đối này không hề phát hiện, như thường ngày hướng quốc vương làm nũng nói, quốc vương bệ hạ, Phất Già Na chỉ tại ngài trước mặt như vậy, ngài khi nào thì mới bận hết trong tay sự tình đâu? Quốc vương cười nói, gần nhất ta ở cùng nước láng giềng đàm đám hỏi sự tình, chỉ sợ trừ không ra thời gian đến ngươi. Nước láng giềng? Đám hỏi? Là Bạch Tuyết sao? Thiếu nữ hơi hơi nhăn lại mày đầu, không chút nào che giấu bản thân vẻ mặt. Quốc vương tươi cười phai nhạt đi xuống, phất già na, Bạch Tuyết là của ta nữ nhi, mà ngươi là của nàng kế mẫu, là Á Lợi Ách Tư Vương hậu, chú ý điểm đúng mực. Nguyên ký thể khoảng thời gian trước đối Bạch Tuyết làm khó dễ hành vi càng được một tấc lại muốn tiến một thước, thậm chí bắt đầu ở nô bộc võ sĩ trước mặt không chút nào che giấu bản thân đối Bạch Tuyết chán ghét cùng ghen tị. Quốc vương những lời này ngầm có ý cảnh cáo, nếu là nguyên ký thể, chỉ biết nghe hiểu một ít, mà Thẩm Một Bạch lại cảm nhận được sở hữu. Nhưng là nàng sắm vai là Phất Già Na. Quốc vương bệ hạ, Bạch Tuyết phải gả đến nước láng giềng đi sao? Ức chế không được vui sướng vẻ mặt hiển lộ tại đây trương non nớt xinh đẹp trên mặt, thiếu nữ trong giọng nói là không chút nào che giấu đắc ý. Thẩm Một Bạch nhiệm vụ vốn chính là phá hư Bạch Tuyết cùng nước láng giềng đám hỏi, hiện nay lại bởi vì nhân thiết cùng quốc vương mãnh liệt bệnh đa nghi vấn đề, mà không thể không làm bộ như một bộ ta rất vui vẻ bộ dáng. Kỳ thực một ngụm khẩu lão huyết hướng trong bụng nuốt xuống đi. Quốc vương vi không thể sát nhíu nhíu mày, lập tức bất đắc dĩ cười cười, Bạch Tuyết là cái hảo hài tử, ta hy vọng các ngươi có thể hảo hảo ở chung. Hắn đang nói những lời này thời điểm cẩn thận đánh giá thiếu nữ thần sắc, quả nhiên, đối phương một bộ không vừa ý bộ dáng, đảo mắt liền dời đi đề tài. Quốc vương này mới chậm rãi nở nụ cười, khóe miệng nhợt nhạt ôn nhu phụ trợ hắn càng anh tuấn cùng ôn hòa. Theo trong cung điện đi ra, Thẩm Một Bạch nội tâm tràn ngập tuyệt vọng, càng cảm thấy hoàn thành nhiệm vụ xa xa không hẹn. Quốc vương này biến thái lão nam nhân, nhất định có cái gì không muốn người biết chuyện xưa. Trước không nói hắn vì sao cưới nguyên ký thể, sau đó làm ra một bộ sủng ái nàng cưng chiều của nàng bộ dáng, còn có Bạch Tuyết sự tình thượng, quốc vương thái độ càng là cổ quái, quả thực không giống như là một cái thân sinh phụ thân đối đãi đứa nhỏ ứng có bộ dáng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 77 Hắc trong đồng thoại Bạch Tuyết công chúa 5. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Thẩm Một Bạch không khỏi đầy bụng hồ nghi, hệ thống, ngươi sẽ không còn có chuyện gì giấu giếm ta đi? Hệ thống nói, không có. Thẩm Một Bạch nói, ngươi hiện tại nói ra ta lựa chọn tha thứ ngươi. Hệ thống, cút con bê. Thẩm Một Bạch, làm sao ngươi có thể nói thô tục? Hệ thống không nói chuyện rồi, trí chướng cũng là hội truyền nhiễm. Thẩm Một Bạch trong lòng vẫn là cảm thấy không nỡ, nguyên nhân vô hắn, ở hoàn thành cái thứ nhất thế giới sau, nàng chiếm được cái gọi là nhiệm vụ tích phân. Dựa theo hệ thống giải thích là, tập mãn tích phân sau, nàng có thể giành lấy tân sinh mệnh bắt đầu tân nhân sinh. Không chỉ có như thế, còn có tích phân thương thành, ở làm nhiệm vụ khả đổi tương ứng phụ trợ đạo cụ. Thẩm Một Bạch hỏi hệ thống vì sao ngay từ đầu không có tự nói với mình. Hệ thống nói từng cái ký chủ đều là như thế, ở trải qua cái thứ nhất thế giới nhiệm vụ khảo nghiệm, chỉ có thông qua nhiệm vụ giả tài năng mở ra tiến độ điều cùng tích phân thương thành. Thẩm Một Bạch lại hỏi, kia thất bại nhân đâu? Hệ thống nói, ha ha, ngươi nói đâu? Thất bại nhân hẳn là bị đào thải, Thẩm Một Bạch yên lặng tưởng, đồng thời có chút run run khỏa bó sát người thượng tiểu chăng. Nàng thật không muốn chết, còn tưởng còn sống, dù sao nàng còn có thật to vĩ đại giấc mộng. Hệ thống hỏi, ngươi có cái gì giấc mộng? Thẩm Một Bạch nghiêm cẩn nghĩ nghĩ, nói, đại khái là ăn lần 3.000 thế giới. Hệ thống, có thể, thật chịu phục. Ở về tới chỗ ở sau, cũng không lâu lắm, quốc vương liền phái người đến kiểm tra thân thể của nàng. Đại râu bạc lão nhân đang nhìn hoàng bệnh sau, đối tuổi trẻ xinh đẹp thiếu nữ được rồi một cái lễ, vương hậu, ngài gần nhất tâm tình bị ảnh hưởng, cho nên khẩu vị có chút không tốt, hẳn là nhiều ra ngoài dạo dạo. Ta sẽ phân phó phòng bếp làm một ít nhẹ đồ ăn, trong khoảng thời gian này đều sẽ như thế, hy vọng thân thể của ngài hội mau chóng an khang. Ở nghe thế câu sau, Thẩm Một Bạch quả thực muốn khóc choáng váng ở toilet, trên mặt hay là muốn bảo trì mỉm cười, cảm tạ ngươi, Hoắc Tỳ Mạn tiên sinh. Ta thật sự là cảm ơn ngươi cả nhà. Ở phân phó thị nữ không cần tùy ý quấy rầy sau, Thẩm Một Bạch giống điều cá mặn giống nhau sụi lơ ở trên giường, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Hệ thống nhắc nhở nói, ngươi có phải không phải đã quên cái gì? Thẩm Mộc Bạch. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi đâu? Hệ thống. Thẩm Mộc Bạch mì sợi thức theo trên giường bò lên, đột nhiên nhớ tới cái gì, đi đến một khối tương mãn kim quang đá quý trước gương, đầy cõi lòng ao ước nói, ma kính a ma kính, nói với ta, hôm nay giữa trưa ăn cái gì? Đúng vậy không sai, ở thế giới này ác độc vương hậu cũng có một thần kỳ ma kính, trừ bỏ vương hậu bản thân, người khác đều nghe không được nó nói chuyện. Này thị nữ thói quen vương hậu nghiệp dư tính tình, cho nên ở nàng mỗi lần hỏi kính râm trên thế giới này ai đẹp nhất thời điểm, đều thấy nhưng không thể trách bộ dáng. Hôm nay ma kính đã lần thứ hai mộng bức, dù sao trước kia vương hậu đều hỏi nó đồng một vấn đề, thì phải là trên thế giới này đẹp nhất nhân là ai. Nhưng là hôm nay vương hậu rất kỳ quái, nhân tiền vẫn là giống như trước đây, nhân sau cũng là như là thay đổi một người, khiến cho nó trong lòng có chút chíp bông. Vì thế ở nghe được vương hậu câu hỏi sau, càng thêm cẩn thận trả lời, hồi vương hậu, hôm nay giữa trưa ngài thức ăn là rau xà lách sa lát. Thẩm Mộc Bạch mặt không biểu cảm nói, Nga, rau xà lách sa lát, kia rất tuyệt bổng Nga. Cuối cùng một câu nói cơ hồ là một chữ theo miệng bật ra. Ma kính cảm thấy hiện tại cái dạng này vương hậu càng đáng sợ, có chút run run, muốn đem bản thân toàn bộ kính thân lui đến góc xó. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 78. Hắc trong đồng thoại Bạch Tuyết công chúa 6. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Chương 78 Hắc trong đồng thoại công chúa Bạch Tuyết 6. Ở đã biết cơm trưa là rau xà lách sa lát sau, Thẩm Mộc Bạch chỉ cảm thấy cả người cũng không tốt, nàng chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi, kia ngày mai đâu? Ngày mai đâu? Ngày mai đâu? Ma kính. Thẩm Mộc Bạch, ma kính, ngươi động không nói chuyện. Ma kính lúc này tâm tình phức tạp, nếu nó cùng hệ thống nhận thức lời nói, nó đại khái rồi sẽ biết loại này nói không nên lời nói tâm tình là cái gì. Hồi vương hậu, ngày mai sự tình chỉ có ngày mai đến ta mới biết được. Ma kính trả lời, đồng thời trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, vương hậu thế nào ngay cả này đều đã quên. Thẩm Mộc Bạch. Này ma kính hơn phân nửa cũng là phế. Hệ thống thờ ơ lạnh nhạt, nội tâm không hề dao động, thậm chí có chút muốn cười. Lúc này, bị lãng quên ở trong góc cứu vớt mục tiêu nhân vật Bạch Tuyết rốt cục bị Thẩm Mộc Bạch nghĩ tới. Cửa điện bị mở ra, bên ngoài chờ đợi thị nữ mở miệng dò hỏi, vương hậu, xin hỏi có nhu cầu gì sao? Xinh đẹp tuổi trẻ vương hậu hơi hơi nâng lên cằm, mang ta đi công chúa Bạch Tuyết kia. Thị nữ lộ ra hơi hơi kinh ngạc vẻ mặt, bình thường vương hậu tuyệt đối khinh thường tự mình đi Bạch Tuyết cung điện, chỉ có ở gặp được đối phương thời điểm mới có thể dùng ác độc ngôn ngữ trào phúng ngữ khí khó xử. Bởi vì ở vương hậu trong mắt, Bạch Tuyết chẳng qua là một cái gần có được túi da nang lên đài mặt gì đó. Thế nào? Có lẽ là vì thị nữ vẻ mặt quá mức rõ ràng, tuổi trẻ vương hậu hơi hơi nhăn lại mày đầu, bể nghệ tầm mắt mang theo một tia không kiên nhẫn. Nghĩ đến bình thường những người đó chọc tới vương hậu kết cục, thị nữ đánh cái rùng mình, vội vàng nói, là, vương hậu. Ở nguyên ký thể trí nhớ trong bao, toàn bộ hoàng cung đều là tráng lệ, màu trắng phù điêu, màu sắc rực rỡ hành lang bức họa, bao gồm đi mỗi một tấc đất đều là toàn bộ vương đô trung tôn quý nhất tồn tại. Nhưng là đang nhìn đến Bạch Tuyết chỗ ở sau, Thẩm Mộc Bạch mới biết được, trong vương cung vẫn còn có một mạc như vậy địa phương. Bạch Tuyết trụ cung điện thập phần đơn giản, tuy rằng không đến mức đơn sơ, nhưng nhìn đi lên cũng không giống như là nhất vị công chúa trụ địa phương. Canh giữ ở cung điện tiền thị nữ đang nhìn đến nàng sau, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức vội vàng hành lễ nói, vương hậu. Thẩm Mộc Bạch hỏi, công chúa Bạch Tuyết đâu? Ở nàng hỏi ra những lời này sau, thị nữ trong mắt lướt qua một tia hoảng loạn, lập tức giống là nhớ tới cái gì, lại khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, thậm chí mang theo không biết sợ đắc ý, hồi vương hậu, công chúa điện hạ ở bên trong. Nàng vừa nói một bên đẩy ra cửa điện, lộ ra bên trong cảnh tượng. Mặc màu đỏ lạc rita váy trang thiếu nữ quỳ gối trên thảm, màu đen tóc dài che lại trên mặt nàng vẻ mặt, động tác dè dặt cẩn trọng chà lau màu trắng nền gạch. Mà ở thân thể của nàng giữ, tắt đứng một gã thị nữ, chính bên mặt hất hàm sai khiến chỉ huy thiếu nữ, công chúa điện hạ, nơi này, còn có nơi này, ngài cần phải cẩn thận lau sạch sẽ. Đang nghe đến cửa điện bị mở ra sau, thị nữ không cho là đúng nhìn qua, a Mật Lị Nhã, không phải đã nói rồi. Thừa lại lời nói theo nhìn đến người tới Im Bạc Đình chỉ, thị nữ trên mặt vẻ mặt đại biến, vội vàng hành lễ, vương hậu. Ở nghe được thị nữ lời nói, trên đất thiếu nữ thân hình khẽ rung lên, lập tức xoay người, buông xuống đầu, thanh âm thấp kém mà sợ sệt, mẫu hậu. Tuổi trẻ xinh đẹp vương hậu theo trên cao nhìn xuống trên đất hèn mọn khiếp đảm công chúa Bạch Tuyết, hơi hơi nhăn lại mày đầu. Một bên thị nữ chú ý tới, mặt mày gian lộ ra một tia vui sướng khi người gặp họa xem diễn vẻ mặt. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 79 Hắc trong đồng thoại Bạch Tuyết công chúa 7. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Ngay tại hai cái thị nữ cho rằng tuổi trẻ vương hậu hội giống như thường lui tới như vậy, đối Bạch Tuyết công chúa dùng ác độc ngôn ngữ châm chọc khiêu khích khi, đối phương lại dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn đi lại, các ngươi tính cái gì vậy? Hai vị thị nữ khóe miệng giơ lên độ cong hơi hơi cứng ngắc, mở to đôi mắt, có chút không thể tin xem trước mắt cao ngạo phảng phất xem rác giống nhau xem các nàng vương hậu. Hệ thống nói, ngươi muốn làm gì? Chú ý không cần băng nhân thiết. Thẩm Mộc Bạch nói, đừng ầm ĩ, ta muốn bắt đầu biểu diễn. Hệ thống. Tuổi trẻ xinh đẹp vương hậu trên cao nhìn xuống bể nghệ trên đất Bạch Tuyết công chúa, lập tức ngước mắt, dùng lạnh như băng cao ngạo ánh mắt xem đã cương ở tại chỗ không cảm động đạn thị nữ, nàng là cái gì thân phận? Mà các ngươi lại là cái gì thân phận? Có phải không phải cảm thấy bản thân cùng Bạch Tuyết có được giống nhau cao quý huyết thống, cho nên không ta đây vương hậu để vào mắt, Nguyên ký thể tuy rằng tuổi trẻ, nhưng làm vương hậu nàng tuyệt đối có cũng đủ khí tràn cùng kiêu ngạo tư bản, quốc vương sủng ái, cao ngạo tính tình đủ để cho nàng ở trong vương cung đi ngang. Chẳng qua bởi vì ghen tị, cho nên thoạt nhìn hơn một phần thiếu nữ kiều mang. Mà hiện nay, kia trương xinh đẹp trên mặt là không thể xâm phạm cao quý vẻ mặt, vô luận vẫn là thần thái vẫn là ánh mắt đều đủ để kinh sợ trong cung điện mọi người. Hai cái thị nữ sắc mặt trắng bệch, run run rẩy rẩy nằm sấp xuống dưới, vương hậu. Mời ngài không cần so đo của chúng ta sai lầm. Chúng ta sau này nhất định sẽ không tái phạm. Trong cung điện ai chẳng biết nói tuổi trẻ vương hậu không thích Bạch Tuyết công chúa, khắp nơi khó xử, thậm chí dùng ác độc ngôn ngữ công kích. Á lợi ách tư các con dân không rõ ràng quốc vương bệ hạ đối bản thân nữ nhi thái độ, các nàng nhưng là nhất thanh nhị sở, quốc vương đối Bạch Tuyết công chúa cũng không để bụng, thậm chí có chút hờ hững, nhưng ở ăn, mặc ở, đi lại thượng lại chưa từng có keo kiệt quá. Các nàng tự nhiên cũng không dám ở mặt trên giở trò, chẳng qua mọi người có âm u tâm lý, làm nhỏ yếu hèn nhát bỉ ổi tồn tại nhận đến mọi người coi thường thậm chí là lãnh đãi khi, nhận đến ảnh hưởng cùng cảm nhiễm nhân liền sẽ biến thành đám ô hợp. Này hai cái thị nữ chính là trong đó chi nhị, các nàng theo lý thường phải làm cảm thấy Bạch Tuyết công chúa chẳng qua là cái có được một tầng thân phận người thường thôi, thậm chí còn không bằng các nàng. Cho nên ở bình thường bên trong, ứng có chức trách các nàng đều bất quá hỏi, không đi làm, thậm chí còn nhường hèn mọn nhuyễn nọa Bạch Tuyết công chúa tự tay đi làm, lấy này được đến tâm lý vặn vẹo khoái cảm. Xem nha. Á lợi ách tư công chúa điện hạ cũng bất quá là cái kẻ đáng thương, thậm chí trải qua còn không bằng các nàng. Mỗi khi hai cái thị nữ nghĩ như vậy thời điểm, khóe miệng không khỏi phát ra đắc ý vênh váo tiếng cười. Thậm chí ở vương hậu tới được thời điểm, ở cảm thấy hơi hơi hoảng loạn sau rất nhanh liền trấn định xuống dưới, bởi vì tuổi trẻ xinh đẹp vương hậu so các nàng còn muốn chán ghét Bạch Tuyết công chúa. Nhưng là các nàng rất nhanh sẽ biết bản thân ngu xuẩn, tuổi trẻ vương hậu câu nói đầu tiên đánh thức các nàng. Bạch Tuyết công chúa tuy rằng không chịu quốc vương bệ hạ sủng ái, nhưng dù sao cũng là một vị huyết thống cao quý công chúa điện hạ, mà các nàng chẳng qua là ti tiện nô bộc. Mà ngu xuẩn các nàng còn chút không đem vương hậu để vào mắt, ở trước mặt nàng vũ nhục công chúa điện hạ, vũ nhục hoàng thất. Nhất nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh tẩm ẩm phía sau lưng, thân mình dừng không được sợ hãi run run, lập tức nhận tội nói, vương hậu, chúng ta biết sai lầm rồi. Van cầu ngài, cho chúng ta một lần sửa sai cơ hội, nguyện chủ nhường bị quốc vương bệ hạ sủng ái ngài thanh xuân xinh đẹp vĩnh trú. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 80 Hắc trong đồng thoại Bạch Tuyết công chúa 8. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Không thể không nói, này hai cái thị nữ đích xác có chút tiểu thông minh, bắt được vương hậu trong lòng chú ý nhất hai loại này nọ, cho dù chỉ là vô cùng đơn giản một câu vuốt mông ngựa lời nói. Muốn trước đây vương hậu nói không chừng sẽ theo khinh xử lý, nhưng là hiện tại đứng ở các nàng trước mặt, là cái thay đổi tâm vương hậu. Các ngươi làm ta giống như các ngươi ngu xuẩn sao? Tuổi trẻ xinh đẹp vương hậu không chút nào che giấu bản thân chán ghét cùng lạnh như băng, không lại xem các nàng đáng ghê tởm sắc mặt, đối một bên theo tới thị nữ nói, nhường võ sĩ đem các nàng đuổi ra cung. Bọn thị nữ nghe vậy sắc mặt đại biến, nếu bị đuổi ra cung, trở lại vương đô lý các nàng sẽ nhận đến bao nhiêu ác ý phỏng đoán cùng xa lánh. Cố không lên cái gì mặt đi qua, ý đồ đi bắt lấy vương hậu làng váy, vương hậu. Tuổi trẻ xinh đẹp vương hậu như là đang nhìn dơ bẩn rác giống nhau, vẻ mặt chán ghét né tránh, lạnh lùng nói, cút ngay. Bị gọi tới võ sĩ tiến vào trong điện, lôi đi hai người, tiếng khóc cầu xin tha thứ thanh không ngừng truyền đến, cho đến khi càng ngày càng nhỏ, hoàn toàn biến mất. Thẩm Mộc Bạch buồn bã nói, nếu quả có đạo diễn ở, nhất định sẽ cho ta thêm 10 cái đùi gà. Hệ thống. Còn không biết xấu hổ. Thẩm Mộc Bạch, thiên đố anh tài. Hệ thống nhịn không được. Trí chướng, câm miệng. Thẩm Mộc Bạch ủy khuất, ngươi ngay cả đùi gà đều cấp không dậy nổi, có tư cách gì bảo ta câm miệng. Hệ thống nhưng lại không có ngôn mà chống đỡ. Năm ấy 14 tuổi Bạch Tuyết công chúa thân mình rất là đơn bạc, lúc này như cũ quỳ gối thảm thượng, buông xuống đầu, hèn mọn khiếp đảm không dám nâng lên mặt. Thẩm Mộc Bạch chậm rãi đi đến trước mặt nàng, rõ ràng nhìn đến đối phương run nhẹ nhẹ hạ thân thể. Tuổi trẻ xinh đẹp vương hậu theo trên cao nhìn xuống trên đất Bạch Tuyết công chúa, ngữ khí lạnh lùng nói, còn quỳ trên mặt đất làm gì? Thân là công chúa ngươi cứ như vậy cam nguyện bị người khác khi dễ. Quả thực đã đánh mất ta cùng ngươi phụ vương mặt. Mẫu hậu. Bạch Tuyết công chúa theo trên đất chậm rãi đứng dậy, sau đó dè dặt cẩn trọng nâng lên mặt, ở chống lại kia ánh mắt thời điểm, như là bị châm đâm đến giống nhau bay nhanh rũ mắt. Lần này, Thẩm Mộc Bạch rốt cục thấy rõ ràng của nàng bộ dáng, vì hơi run sợ giật mình. Ở nguyên ký thể trí nhớ bao trung, Bạch Tuyết công chúa hướng tới là khiếp đảm lại yếu đuối, chưa từng có kia một lần dám nâng lên quá mặt. Luôn bả đầu ép tới cúi đầu, nhát gan, khiếp nhược, không có gì tồn tại cảm. Nếu không là ma kính nói cho nàng Bạch Tuyết công chúa là trên thế giới đẹp nhất nhân, nguyên ký thể cũng sẽ không thể để ý có như vậy một người tồn tại. Nguyên ký thể chưa bao giờ thanh sở Bạch Tuyết công chúa mỹ mạo, nhưng là nàng gặp qua tiền nhiệm vương hậu bức họa, mọi người đều nói Bạch Tuyết công chúa so nàng mẹ đẻ còn muốn mỹ thật sự nhiều, nguyên chủ sẽ tin. Nàng không nhìn tới Bạch Tuyết công chúa mặt nguyên nhân có hai cái, thứ nhất, nàng cảm thấy vương hậu đã đủ mỹ, nàng sợ hãi nàng xem gặp Bạch Tuyết công chúa mặt sau sẽ không nhịn được tự tay tê nó. Thứ hai, nàng tuy rằng thường xuyên đối Bạch Tuyết công chúa ác ngôn ác ngữ, nhưng lại trước giờ không tới gần quá đối phương, bởi vì nàng cảm thấy sẽ có nhục thân phận của tự mình. Một cái quốc vương căn bản không làm gì để ý nữ nhi, một cái quốc vương thập phần sủng ái vương hậu, đối lập rõ ràng, lấy nguyên ký thể tâm cao khí ngạo tâm tính là tuyệt đối sẽ không chủ động đi tới gần đối phương. Thon dài nồng đậm lông mi che giấu trụ cặp kia hắt như vẫy mực con ngươi, tuyết phu môi đỏ, ở màu đỏ Lolita váy trang phụ trợ hạ càng là đẹp không gì sánh nổi. Tự hồ là đã nhận ra của nàng tầm mắt, Bạch Tuyết công chúa lông mi khẽ rung lên. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.